cái lúc đó anh miếng to nhất người ta bảo ăn than rồi miếng to nhất rồi mời đại đây nhà mình nhá. Giờ sinh ra mồm nó rộng hơn là một người nó khác rồi. Ông khởi phát nào. Ông ăn nhanh vậy. Vừa gặp cái bàn cào. Ngon đấy, được ăn hòa gặm miếng cho sướng. Hòa ăn nhanh đấy. Buổi tối sơi tỏi cầy là có tuyệt vời. Cắn hơi thẳng. Đến Lê Khuyên gặm cái tỏi. Rồi, sướng nhỉ. Hello. Buổi chiều hôm nay Lê Toàn đã chào tất cả đại gia đình nhá. Hôm nay bắt đầu chớm vào thời tiết, chớm vào xe xe lạnh rồi nhỉ. Đấy, miền Bắc là chớm vào xe xe lạnh rồi. Mình sẽ bắt đầu vào xe xe lạnh, mình sẽ làm cái món thịt cầy rồi nhỉ. Thịt cầy, tiết canh cầy, tỏi cầy, chân cầy. Đấy. Mình mua đủ bộ rồi nhỉ. Để chia sẻ cho đại đình xem. Tầm này thời tiết đã rơi vào tầm 5 giờ tối rồi. Nên là mình mua lòng mấy cái tỏi, mấy thịt, mấy chân. Đấy. Đấy là vào đủ bộ các nhà. Tiết canh đây. Đấy, đây là rau này. Đây là bún này, để tí nó chan bún này. Hello, xin chào đại gia đình mình nhá. Rồi, chào đại gia đình. Hôm nay thời tiết hôm nay gọi là chuẩn bị bước sang tháng 11 xe lạnh. Buổi lâu lắm được mặc áo rét mới được thưởng thức cái món món ăn vào mùa đông. Thịt thì mình mua nó rơi vào tầm gần 2 kg cả nhà. Đấy. Mấy tỏi, mấy chân, mấy cái sỏ, đấy, mấy nòng thế thôi. Đơn giản còn nhẹ. Đấy, Lê Quyền đang luộc. Đấy, luộc cái tỏi mấy thịt. Hello, chào mọi người. Vẫn là Đinh Xuân. Hôm nay toàn bữa nào có món thịt chó tiết canh cầy. Đấy, thịt chó tiết canh cầy. Món ăn vào mùa đông nhỉ. Hôm nay đúng vào ngày này tự nhiên nó rét nhỉ. Thế mình nghĩ ra cái món này chứ. Bình thường nó lắng thì lại không nghĩ ra, đúng rồi. Cái này là món đu đủ các nhá, đu đủ với rất được cây đấy, để tí nữa cho vào linh nước dùng này. Này, sao chín rồi các nhà. Ok, thả nó đủ vào đi, ninh cho nó nước ngọt nước. Ê, ăn đến rồi không? À, cái này là cho nó vào nó ngọt nước, xong tí mình cho nó nước kia vào. Thả tất vào, thả tất vào ăn không? À, đấy, thả tất vào. Làm một phát, một lồi này, này. Linh. Này. Chưa? Cái giống thịt cầy này, linh với cái đu đủ nó hợp rồi nhỉ? Nó ngọt nước. Đấy, bắt đầu thái cái má này để đánh vào cái đĩa tiết canh rồi nhỉ? Thịt cầy không thể thiếu thịt canh cầy được. Xong này mới chất lượng được cả nhà này. Đấy, linh bằng đủ mới chất lượng. Đấy, từng này bổi đúng vào một đĩa. Bổi đánh vào cái má này ăn nó mới sần sật mới ngon cả nhà. Đấy, cứ cho vào một nước một tiết cả nhà. Đấy, rồi là quấy lên là đổ ra đĩa thôi. Để giống tiết cầy nó đặc. Tiết đặc. Đấy, cứ làm một phát rồi đây là xong. Đúng một đĩa. Đĩa tây luôn. Ôi đây rồi, cho tất rồi, cho nó tuyệt vời. Vậy nó đã xong cái món tiết canh cầy cả nhà. Này bây giờ mình thái cái nòng rồi nhỉ. Nòng này ngon đấy. Cái này gọi là cái dồi chứ không phải nòng nhỉ. Người ta thường gọi là dồi cầy. Bây giờ thái thịt nó là xong rồi nhỉ. Thế là triển khai thôi. Đấy. Tiết thì đánh xong rồi. Đầu bếp Hân đang múc cái món đu đủ đấy, đu đủ xương chó xe xe rồi. Tầm này ăn đu đủ hầm là quá là tuyệt vời rồi. Ngọt nước. Xương chó hầm đu đủ. Quá ăn khó đâu, quá là măng thôi. Đấy cả nhà, suốt từ 5 giờ đến bây giờ mới xong cả nhà. Đấy.
Hôm nay nói chung là chỉ có đại gia đình Lê Toàn thôi chứ không có người ngoài cả nhà. Mấy ông con Lê Hân và Lê Quyền và ông này và chú Đinh Xuân, cô Khuyên, cô Hoa và Lê Tiến thì mới là Thu nữa thôi. Đại gia đình thôi. Nào, chúc mừng gọi là món thịt cầy. Cô Hoàng đã bày xong hết rồi nào. Kèn ông ơi, nâng lên nổi. Nào. Thế thôi, nó mời cả nhà nhá. Mời đại gia đình. Mời đại gia đình mới đi nhá. Buổi tối cho nó sức khỏe dồi dào. Thôi bây giờ đi làm ăn tối rồi. Hôm nay lắng vào 67 độ mới xong. Nào. 2 3. Đấy, khí thế hùng hào cho nó ăn cho nó mạnh mẽ, cho nó mát mẻ, khỏe mạnh. Đấy. Sờ đi chú. Ui giời ơi, thịt cầy nó ăn chấm mắm tôm thì có tuyệt vời nhỉ, không chê được nhỉ. Đúng rồi, ông ơi chấm mắm tôm đi. Cái ông không, ông người thích mắm tôm này. Biết ông người thích mắm tôm này. Đúng rồi. Ui giời ơi. Rồi, xin mời. Ấy. Ngon thế. Hôm nay là thời tiết này nó quá là ủng hộ ông nhỉ. Ủng hộ cái món thịt cầy. Thời tiết đẹp. Ở ngoài Bắc tầm này là rét lắm rồi đại đình ạ. À. Hôm nay nó có mấy hạt mưa phùn nữa cho nên lại càng rét. Xuống hơi chắc thì đi được quả mòn xuống đàn nào mặc áo khoác. Áo khoác. Có một số lắc đác vẫn gọi là cởi trần. Rồi, chú Hân sơi đây. Sơi rồi. Ngon thế. Ngon quá. Rượu rượu ngon quá. Ba chỉ Nê Quyền này. Nê Quyền để sơi ba chỉ này. Mãi nói chuyện. Làm cái ba chỉ đi cho nó hấp dẫn. Trước khi làm ba chỉ mới làm một cốc ạ. Làm một cốc đi. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Rồi, xin mời đại định. Hôm nay con lôi thừa mấy gương mặt thân quen. Đại gia đình nhà mình. Ngon quá. Vui chú là cơm đâu ra mà ăn chó như hôm nay. Cả nhà nhá, ngon quá. Đến Lê Khuyên gặm cái tỏi. Rồi, sướng nhỉ. Quá sướng. Ăn nó giòn, giòn sật nhỉ. Đang cái này đấy, đang gặm cái miếng đấy, nó đang ngon. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Ngon đấy, được. Lại cái tỏi. Hết Khuyên là đến Thu, đấy. Mời cả nhà nhá. Rồi, xin mời đại đình. Buổi tối sơi tỏi cầy là có tuyệt vời. Cắn là hơi tham. Cắn hơi tham đấy. Đấy, làm miếng nữa cho nó hấp dẫn. Ngon. Ngon tuyệt vời ông mặt trời cả nhà. Rồi xin mời đây đi. Cô Hoa gặm miếng cho sướng. Cô Hoa ăn nhanh đấy. Sao môi mới đánh phấn à, sao môi đỏ đấy. Đấy, rồi, có tuyệt vời ông mặt trời rồi. Ngon đấy. Rồi, quá tuyệt vời rồi. Chú Xuân đang ăn, lại chơi quả trứng thế này. Thế. Nhưng mà thì chó ăn trứng, nó thấy ngang ngang. Ngon đấy. Đây, ông ngon quá nhỉ. Tỏi này mới ngon này. Ông lại sơi cái tỏi xinh xắn đẹp quá. Ông là xinh xắn đẹp quá. Quá là gọn nhỉ, xinh xắn quá đẹp. Nó vừa mồm. Ngon. Ồ, Lê Quyền lại đang chơi cái chân. Rồi làm cái chân cầy thế rồi cho nó ăn cho nó cái linh mềm rồi, linh đu đủ ăn nó ngọt. Mềm quá. Mềm ngọt. Chân lượng đấy. Đúng tầm ngon đấy. Đấy, để lại đến chú Đinh Xuân. Đấy, chú Xuân thì gặm cái ba cái răng nợ kém. Thôi cứ thế mà gặm cái bàn cào. Ngon đấy, được ăn thế là sướng đấy. Rồi, rồi có tuyệt vời. Ui giời ơi, ngon tuyệt vời luôn. Được, ngon đấy, duyệt. Đấy, bây giờ lại đến gọi là Nê Hân. Đấy, đấy tẽ phát ra. Ui giời. Con chó đó. Ui giời, ngon. Nó còn nhẹ ra to. Ngon quá. Chào hai nhà mình ăn chân nha. Đấy rồi cứ kèm cái chân đi. Chúc mừng cái chân này nó. Bên Calamen ăn được miếng nào đâu mà lại mười nghĩa thế đùa. Đúng, toàn là. Đấy, cứ thế mà gặm cho nó sướng. Được rồi, cái ba chạc này như chân vịt nhỉ. Ôi giời, cái chân vịt ngon đấy. Sổn mềm, ngọt dịu luôn.
này nó uống tiểu gọi là nâu lăm mới gặm cái món này nó là quá hợp lý vào cái mùa xe lạnh. Đấy. Đúng rồi, rất đẹp nhỉ. Xin lỗi tình yêu luôn. Rồi, xin lỗi tình yêu. Xin lỗi tình yêu, cái món này nó quá hợp lý nhỉ. Quá đẳng cấp rồi. Rồi, đẳng cấp. Ngon đấy. Muối nó đồng nhiều. Được, ngon. Caramel gọi là nước miếng cứ dòng dòng từ lấy rồi. Đấy, mắm tôm. Chỉ cây là phải có mắm tôm mới ngon. Đấy. Đấy, cơm mút này, cơm mút hết cái chật cái xương này. Ủa đi nhớ đủ nó mềm nó nhừ như thế. Tuyệt vời. Ôi trời, ông ấy gặm cái món này sợ lắm nhỉ. Mài giảm ớt. Để chơi miếng nào để ăn ớt. Ăn cái gót này ngon rồi. Đấy, cái đấy là tốt đấy. Ngon lắm. Cái đấy mới là chuẩn đấy. Được, cái đấy ngon, chất lượng. Luôn. Răng lại kém thật nhưng mà ăn này ngon. Nó mềm mà. Nó mềm mà. Nó mềm ngon. Được cái hôm nay thời tiết nó ủng hộ. Đấy là mấy ông con là ngồi triển khai cái món thịt cầy này nó hợp lý. Đấy. Con này cho ai cho lon ăn ngon. Cho lon rồi. Con này non. Có tuyệt vời mặt trời. Cái cành đấy, cái cành mà vẫn không quên. Mà cái món thịt canh này người ơi, người hỏi đừng về. Đấy. Đấy này, tất cả cái trọng lượng là nó dồn vào cái chỗ này này. Ăn rất là ngon. Đệm đấy. Ừ. Bàn đạp đó. Tất cả dồn vào đây hết. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Rồi, xin mời đại gia đình. Ngon rồi, ngon lắm. Nhai cả xương. Nhai cả xương thì chịu. Gặm nó rất gọn. Chủ quyền đang bắn nhai cả xương. Mua thịt về luộc à? Ừ, ngon quá. Được vợ. Trên cả tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Thôi, còn gì nữa đâu. Thịt chó chấm một canh là vích đi. Vứt đi. Các cụ bảo vích đi. Bột canh là chỉ có chú Nghĩa với cả bác Biển với bột canh. Đấy. Hai đối tác đấy chỉ cho. Hai đối tác là hợp cạ bột canh. Nên tác nghiệp bây giờ bột canh là đúng. Hai đối tác đấy mà ngồi là phải cho ngồi gần nhau. Đấy, bởi vì nó bột canh mà. Nó không dính vào mấy mắm tôm được. Nhìn nó đỏ nhỉ, đỏ rực rỡ nhỉ. Quá. Đấy. Tươi rói. Tươi rói luôn. Đình dừ này ăn nó sướng, nó ngon. Rồi mà tí cái nước dùng này cha nó bắt bún rồi thì thôi, ăn thì thôi. Ôi. Hết nước chấm luôn. Chính ra anh em mình có thời gian mà cứ mua cái bàn đạp về ngon. Ôi cái bàn đạp đấy đâu phải cả. Về cứ linh đủ thôi. Đâu phải dễ đâu mà tìm được cái bàn đạp đấy. Cả một con cầy nó mới có 4 con cái bàn đạp mà chơi đến khoảng 20 cái bàn đạp này. Khỏe nhất cái bàn đạp. Kiếm ở đâu ra được. Ngon. Rồi. Ngon đấy. Ngon đấy. Thế mà anh bây giờ gặm gần hết cái chân. Thôi thôi, cứ xuân cứ từ lấy rồi. Răng lợi kém. Răng lợi kém rồi cứ xỉa dần. Không phải, ngơ đi. Bà răng. Ông ngán rồi. Đấy. Mời đại gia đình nhà mình nhá. Ngơ đi để hết. Bà đạp. Kết thúc xong đâu rồi, em kết thúc xong yên rồi. Xong tay rồi đấy. Ngon quá. Đây nhở, hôm nay mắt tôm ấy. Đấy, chú muối phát đây hơi đậm đấy. Khổ lắm cơ. Em là khổ lắm cơ. Nó. Qua là tuyệt vời. Ui dồi. Ngon, hết nước chấm luôn nhỉ. Hết nước chấm. Hơi đấy. Thôi cứ đành rồi. Hai anh em mình chiên luôn. Rồi dành cái là hết. Đấy, có hết. À, chú cứ cho vào cái túi bóng tí, anh không ăn kịp, anh mang về. Tối về ăn đêm. Ông có làm có chân không? Thôi. Ông đã sơi xong cái tỏi nhanh đấy. Để cho ông thở tí. Nào, keng nhỉ. Rồi, chúc mừng ông nhá. Chả thấy keng bây giờ. Chúc mừng buổi tối đại gia đình ở trên kênh, thật nhiều sức khỏe. Sức khỏe anh nhá. Rồi.
vạn sự bình an. Uống êm êm ngọt nhỉ, ngâm lâu năm nó khác. Sâm ngon này. Cái này có mùi sâm mà. Không, cái này cái nọ đựng, cái nọ đựng sâm nên đâm ra nó có một con rót vào nó lại có mùi cơ. Chứ không phải là pha lẫn sâm đâu, mà cái nọ không đấy. Ê mà nó có mùi kinh, chính tổ cái mùi sâm nó gì thật. Rượu đấy uống tốn lắm. Nó có nếp cẩm mà. Nó mình ngâm. Ờ cái đó đồng bán đầy. À thì còn núa đang bắt đầu ra một đồng này. Đấy. Đồng nét rồi. Nó uống ngọt mà. Rồi còn nằm mà khi tao bảo bà cái tao ngâm đúng tầm nó là màu xanh, quá tầm nó là màu vàng. Không. Miếng nào bị vẫn là màu vàng. Được cái tay ở xóm hắn ở trên Hà Nội về làm mà lễ 49 ngày toàn uống rượu đấy. Rồi tối nay uống rượu mình uống lại uống. Nó khác gì mình uống cái say rồi đéo rồi. Đồng đồng này ăn uống nó uống nó ngọt. Đấy, uống rượu đây say cái là gọi điện là con người này lại phải trở về Hà Nội xong rồi mày bắt taxi về. Có rượu nó đây uống. Đồng đồng khác mà. Thôi dân là dân có điều kiện. Ăn mạnh không ơi, nhiều thịt lắm, ăn nó hết thì mấy ông con phải xử hết cái món này đi. Không thể để lãng phí được. Con đạp ra cái bàn đạp đệm mới ngon. Dễ ăn. Nó sật sật mà ngon. Ngon chân trâu. Ngon. Chân trâu và chân trâu bẩn. Chó chân chó chó chấm vào. Chân cầy. Nào làm gì mà cứ thịt thả các bạn nó cứ ăn đủ gặp suốt như vậy. Đu đủ nó ngọt mà. Đu đủ nó ngọt. Biết rồi. Ông người Hà Quan luôn. Rồi đang nhìn từ xa ra đã biết. Nó lâu lắm không kiểm là thịt chó trước hầm lên cây lên gốc. Gốc nan mấy vòng một xưa. Gốc chuối nhỉ? Gốc chuối ăn ngon chứ? Củ chuối. Đấy củ chuối đây. Hôm nào mà làm bữa. Hà Quan là đồ củ chuối. À đúng rồi, nếu mà xưa củ nấu toàn củ chuối chứ ăn nấu ăn ngon nhà Tân. Ngon đấy. Ngon. Hôm nào mà làm một bữa thế. Chính củ chuối ăn nâu nhưng mẻ quá vào mà cụ nấu hồi xưa rồi. Đúng rồi, mình quá. Mới cái hôm nay cũng ăn rồi. Chính bây giờ mình hay quên một nặng ấy, hồi xưa. Rồi, xin mời đại đình. Từ lấy bây giờ mới được miếng. Ngon đấy. À, mẹ mà dùng quá, giờ mới được miếng. Thế là gặp bao vừa, làm gì phải cắt giá. ông là hiểu ý quan đấy. Ông nha, có cá có đông nha. Bảo tính ba vòng ở chiếu thì ông mà bảo gọi là phải lấy dao chém. Ông nha, chỉ có ông mới hiểu, ông hiểu quan đâu. Đây là sạch. Ôi ông, xong ký có khi bác phải mời cảm ơn ông chén thế nào. Thôi, thế tay. Cái vấn đề câu chuyện này thì ông cũng xin chúc sức khỏe ông. Đấy, cảm ơn ông. Thôi thì nói hay nữa. Chúc sức khỏe ông thế rồi. Đấy, vẫn hết thì lâu lâu anh em thì nó chia sẻ bữa cho chó ăn ngon thịt cầy mình cái nếu mà cái này mình chỉ nên nhớ mỗi khi toàn gà vịt ăn thì nhiều gà vịt ăn nhiều chán rồi lại chuyển sang cái món này thì thay đổi lên ra. Ông cứ nhắm thôi ngại nên nhớ đây có chó chưa đã có chó rồi không rồi chân thứ hai đây đá đá bên đá bên kia cứ đảo đảo cái này cứ ăn nhiều chút còn cái này đúng ngon thật vừa bạn nó vừa phần mà nó mềm mà nếu mà không bảo với cái nước của khí thì chua chứ biết rồi ngon ngắm rồi đấy nhưng mà từ từ này giữa tháng mưa ác này sơn trắng tinh mà này đầu tháng có quá tuyệt vời. Ui giời, dần mất chú ý. À ui giời, chúng ta nhìn đây. Nam mơ thế. Ăn mà có mơ. Còn Nam mơ mà. Nam mơ mới cả chuối chiếc chuối xanh. Nhài hết. Nhài hết rồi đấy. Thế là nhài. Cái này gọn gọn nó non. Non.
Đấy. Đầy đủ đấy, đầy đủ nhân gỏi này, tiền xá các thứ. Bây giờ mới chấm bột canh. Có cái bột canh này nhá. Đấy, ui. Đấy, ớt kia các thứ đủ hết, rau nọ rau kia rồi đủ hết. Đủ vị rau ngổ nữa. Rắn gì? Có mà hay rắn gì to. Châu. Ngoặc con cá. Nó bắt được rồi nhưng mình quay lại, các bạn cho có đấy dễ. Có bột canh rồi này. Đó, không đủ đâu. Ông gặm sạch thế nhỉ? Ôi, ông gặm giờ sạch. Răng bây giờ nó chỗ khác rồi, nó lại mọc cái răng khác lên. Răng già này sắc mà. Thế rồi chưa làm vậy? Chưa rồi, đấy. Đào mà còn lâu mới rụng. 70 tuổi rồi răng có đẹp. Bằng thế nào răng được các ông được? Răng các ông gặm hơi bị khỏe. Ôi giời. Đấy có khi phải thử giống tôi nghĩ. Hù dài dầu khóc thấu. Đây rồi, đấy bà chỉ đấy. Nếu ta già trước đi nhưng phải đốt để lại bộ da có tạo. Đủ hết cả ớt cả gọi là chuối cả riềng vào nó mới riềng đủ. Đấy, đủ hết đấy. Rau chuối đây. Có cả chuối xanh đấy. Phải thôi. Đủ hết. Nhưng mà khác mỗi chú là anh là mắm tôm. Chú là một canh. Khẩu vị em cũng mới ngon tròn vị đấy là cái mời đại gia đình nhà mình nhá. Em ở nhà lòng lợn em cho mắm tôm nó hợp lòng lợn cho mắm tôm ngon ngon như mắm tôm mình ăn nếu mà ăn được là nó hơi bị ngon đấy. Bọn tây ông tây cảm mỗi người xuân bác bảo món là gọi là lòng xào lâu năm mà gọi là chưa có tôm thì ai cãi được tôi thật mà chưa được thưởng thức từ mấy trăm rồi nên là ba trăm lòng xào lâu năm cũng ngon. Chú mà chú làm ăn lòng xào lâu năm cũng đi vị của nó đấy rồi chó ông giờ ông bắt con cá đâu ông biết rồi phía ngon. Phía tây bắc có ấy có ông tính ông qua rồi ông thì vâng hướng đồng hồ gọi là 9:30 có cái quả này khác nhỉ, có quả khác nhỉ người mình trước rồi thôi từ từ ngon đầu lấy cái miếng dồi mát thế đấy nó kiểu như một phân nó tí dồi giấu ở tận dưới có mùa. Nhà mày đang rồi xin mời ra đây nhá. Không thấy lúc nào. Đây. Sát bờ nó là quay ra được. Nó cứ đi ra rồi đi vào mà ông kệ rồi. Còn sót. Ăn miếng rồi ngon quá nhỉ. Thơm. Còn miếng rồi to lắm. Miếng rồi. Nhanh một kịp. Nhanh một kịp. Nhanh một kịp. Có hết rồi. Thì nói gì nói chén khỏe đấy kia mà cái rong củ ăn cũng ngon khỏe không trắng trắng là cái gì đó nó không có mủ cái ăn cái gì ăn được ngủ được nó dậy nó ăn sáng cũng rong củ trắng nó dễ ăn quá tuyệt vời mặt trời ngon bao thịt chít 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 rau con này thuần thì con này thuần ăn là biết khổ ăn miếng này quá khổ quá khổ ngon ăn còn khổ cả nhà ngon đây bà làm trắng lắm uống chưa được một tháng mà uống không uống tuyệt vời chưa được một tháng mà thắt lắm luôn đấy gắp mạnh lên 2 triệu bộ nhắm đi. Ông mai năm ngày à? Ừ, ông mai mình trời miếng rồi đấy. Đêm qua ở đấy ngày nay rồi đấy. Tháng nào đấy? Ngày ngày nhập nhà. Bỏ ra 2 triệu số tuổi. Ừ. Chắc 2 triệu một năm 6 tháng. Ừ. Chưa mua nhà một bộ. Mong đấy nhỉ? Ui giời. Đâu hoa nữa rồi. Mất công đi trông. Hết sảy luôn. Hoa cái quả gì đấy? Quả xoài à? Ăn không? Hoa đỡ thì hoa cây ông mà nhiều cái như là tiên rất đổ nha. Chúc mừng cái món thịt cầy. Chúc mừng. Tiên để mất cả nha. Cái gà như là hiếu nữa rồi anh cũng xin. Mùa 2 hoặc mùa 3, ở mùa 2. Em 4 đám thì... 4 đám thì tao 15. Đặng mình là gì? Bất kỳ. Bất kỳ tính rồi. Ở dưới này
Cái này kỳ cho Quý bảo vào cho Quý không nào. Tăng cường món tôm đi. Có, vẫn phải về quê. Đi đâu được lễ xong rồi thôi. Tăng cường món tôm. Thế món tôm lại có món tôm. Lúc nào phải món tôm. Lúc nào phải sẵn. Vừa rồi. Đây là vừa chứ. Biết là nào mời. Đừng các cho ba kia miếng này. Đây cho chấm. Ui đỏ nhảy rực rỡ nhảy. Đấy. Thì mắm tôm vào cho nó. Đấy. Ok chị. Thế cày cho mắm tôm này. Cày mắm tôm mới chuẩn. Mắm tôm vào là cho nó hơi lạ không ạ? Tuyệt vời đấy. Em tưới luôn mắm tôm rồi. Đang chờ cho đang quen. Tưới thế mới hóc múa. Đang chờ. Hóc múa chứ. Đĩa cổ chứ. Đĩa đẹp rồi. Đĩa cổ. Hóc múa chứ. Ông vừa đi rồi tôi thèm quá rồi. Ông khởi phát à? Ông ăn nhanh vậy? Ông vả nhanh quá. Ông vả nhanh thật đấy. Ông vả nhanh thật. Ông vả nhanh nhanh lắm. Hỏi Lê Quyền, đông nhỉ? Đông quá. Đông nặc. Lê Quyền bắt chành. Ông nói câu trước sau là vả luôn, không bao giờ không trình bày. Ông này, tính của ông là không trình bày. Đây, có hết vả luôn rồi. Cho một cái mắm tôm mà anh này. Thánh ăn khay tiết canh cày. Lê Quyền. Lúc nào anh miếng to nhất người ta bảo ăn than rồi, anh miếng to nhất. Rồi. Cho đại đây cho mình nhá. Giờ sinh ra mồm nó rộng hơn là một người nó khác rồi. Tuyệt vời mặt trời. Mỗi đi riêng của anh nó khác. Vui ấy. Ngon quá. Tập 2. Thôi, ngon quá, đông đậm. Ngon, rồi, mình nhá. Xin mời gia đình. Mát mà nó chất cơm mẹ mình ra mà. Ôi giời, rồi. Mát ruột. Mình có thể sử dụng thôi. Đấy, Lê Quyền thì sơi phát 3 miếng liền. Đúng là nó ngồi tiết chuẩn của khác. Rồi đến chú Xuân. Chú Xuân thưởng thức. Đó cái này vào. Vâng. Ui ơi ông này. Con này cảm ơn. Này cảm ơn ông kiểu gì đấy? Mà chàng đang xin ra lên chàng không à? Răng rau cho ông. Nghiến răng nghiến lợi. Thôi. Cá biết nói gì? Chú Xuân được cho cả mắm tôm và tiết canh này. Trời thế. Ăn mắm tôm ở dưới à quên tiết canh ở dưới mắm tôm thì chịu rồi, nên là chú ăn thế này là chịu hẳn rồi đấy. Có khi chú và phát cho nó gọi. Ui giời ơi. Tiết canh mắm tôm cả nhà. Đông nhá. Đông dưa thì tiết canh mắm tôm chứ bây giờ chỉ có mỗi chú Xuân ăn, chả có ai ăn tiết canh mắm tôm. Đông đặc ấy. Ấy khoe 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 cái khoanh vùng. Ôi mồm có ngão à, có khuyên thèm lắm ấy. Tuyệt vời ông mặt trời rồi. Rồi bằng nghĩa đi. Đó. Đến chú Hân thưởng thức. Đấy. Đưa 2 cam men. Tiết canh rồi mà. Tuyệt vời. Chúc mừng buổi gọi là tối gọi là ngon lành canh đào gọi là món thịt cầy tỏi cầy tiết canh cầy đấy quá giỏi ai sa nóng lắm người đấy lại thật ấy ông ăn bún ngon đấy bún chan vào nước xít nó ngon đấy tiết canh mắm tôm ngon sợ thật. Tất cả vào cái bao hết từ hết là coi quá tuyệt vời. Đúng rồi. Buổi tối hôm nay Lê Toàn lại chia sẻ cái món thịt cầy nó đã gọn rồi cả nhà. Đấy, tiết canh cầy, tỏi cầy. Hôm nay đủ bộ luôn cả chân, cả má luôn đủ bộ luôn cả nhà, cả nòng mề các thứ đủ hết. Mình chia sẻ cái video để chia sẻ cho đại đình xem, mọi người cho mình like mình đăng ký mình chia sẻ để Lê Toàn tiếp tục ra được những cái món ăn hấp dẫn hơn để gửi tới tất cả đại đình. Thôi thank you chào đại đình cả nhà. Chào nhà nhá. Rồi, hẹn cả nhà sang clip tiếp theo. Anh kia mọi người rất nhiều. Quá đẹp.